9 xe tông liên hoàn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Tai nạn liên hoàn xảy ra cách trạm thu phí Long Phước 500m, 7 người bị thương, kẹt xe kéo dài, cao tốc phải đóng hai đầu để giải quyết sự cố. Tối 2 tháng 8. Khoảng 19:45, tai nạn liên hoàn 9 ô tô xảy ra ở dốc cầu Long Thành, hướng Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hiện trường, hai xe 16 chỗ, một xe bán tải, xe container hư hỏng nặng, nằm chắn ngang đường, một xe 4 chỗ kẹt giữa ô tô container và xe khách bị bẹp dúm. Mảnh vỡ các xe tung tóe khắp mặt đường, nhiều xe bị vỡ kính chắn gió, cửa sổ mảnh vỡ khắp mặt đường. Một số hành khách bị xây sát nhẹ, ngồi dọc ở giải phân cách ven đường. Nhiều người khác kéo hành lý đi bộ về hướng trạm thu phí Long Phước nhờ được hỗ trợ. Tài xế Nguyễn Thành Phong, 36 tuổi, lái xe Innova bị bẹp dúm sau tai nạn cho biết, ô tô chở 6 người, gồm 4 người lớn và 2 trẻ em. Khi đến đoạn dốc cầu, xe Innova bị ô tô phía sau tông mạnh, lao lên phía trước đụng đuôi xe khách. Cú va chạm khiến xe 4 chỗ biến dạng cả trước và sau. 6 người trong xe bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến 20:50, lực lượng cảnh sát giao thông đã khám nghiệm hiện trường. Hiện tất cả đầu vào đường cao tốc từ Dầu Dây và quốc lộ 51 đã được đóng để cơ quan chức năng xử lý tai nạn. Bác sĩ Trần Văn Khanh, giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh thành phố Thủ Đức cho biết, hiện bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân sau không đến mức nguy kịch. Đến gần 23 giờ, cảnh sát đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, một số xe được di dời, dự kiến đến 0 giờ ngày 3 tháng 8, đoạn cao tốc từ quốc lộ 51 mới được mở trở lại. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây dài 55 km đi qua Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, khai thác giai đoạn 1 năm 2015, tổng mức đầu tư 20.600 tỷ đồng. Những năm gần đây, tuyến thường quá tải các dịp lễ Tết do lượng xe tăng cao, hiện bình quân 45.000 đến 50.000 ô tô qua cao tốc mỗi ngày. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.